Ui wow. giời Đi zay. Nhìn đây này không à, cháu anh chơi trò gì thú vị thế nhỉ Ô oh. anh Dương đấy à vào đây chơi đem cái này với em zay. Zay. Ui giời Ui, zay. ui zay ơi ui Cái trò này thú vị quá nhỉ Ôi, Hit Vision này cái này, cái này có phải cái hãng mà làm camera kiểu khắp hang hàng cùng ngõ hẻm chỗ nào cũng có không? anh Ô, oh, thế mà anh cứ tưởng làm mỗi camera bây giờ làm cả bình nước à? Không anh, nước nôi gì ở đây? <laughs> ui úi giời con này ấy là camera tích hợp loa của Hikvision Vision anh ạ wow. Ừ. Ai à, bây giờ lại có cả cái trò này à, hay quá nhỉ Mà trên đầu này có thấy có hơi lắm nút đấy, thế này này có dễ dùng không? Ừ, cực dễ dùng luôn anh dai ạ à. à, Cầm dây nhá Cắm vào loa giúp em Đấy, xong Ồ, Nhanh quá nhỉ. Thế là cũng cũng dễ nhỉ. Ừ. Nhưng mà cái camera này kiểu gì mà chúng mày lại cứ ném ném vào nãy giờ đấy? Đây anh trai ơi, cái nắp này ấy, là nắp che cam có hít nam châm. Khi nào mà anh trai không dung nữa, hít vào cho em riêng tư. Bọn em vừa chơi với nhau ấy, thì xem ai hít được cái này vào trước này. À nó sáng tạo quá nhỉ. Bây giờ đưa anh thử phát ra. Từ từ đây đây đây. Này, khó khó phết đấy Này nhưng mà cái, cái cái cục camera này to thế này thì nó có cái gì hay không? Cái cam này là góc siêu rộng 113 độ anh giai ạ à. Có cả công nghệ chống ngược sáng và giảm méo hình ảnh Anh mà học online với con này á, à, trễ luôn Còn cái con lăn dưới camera này để chỉnh góc lên và xuống Cái bảng điều khiển này anh trai này nhìn vào phát dễ dùng luôn Tắt camera, tắt mic này Zoom xa này, zoom gần này, tăng giảm âm lượng. Dễ thế gì nữa đúng không? dễ thế Dễ, dễ gì nữa. Lại còn xoay được luôn này. ăn. mà anh trai biết cái thứ đỉnh cao là gì không? Cái này ấy, điều khiển được mà chúng ta có thể tháo được ra. Đỉnh cao luôn Đỉnh cao các vị sao ấy? Nếu mà các anh đi thuyết trình với sếp mà sếp ở xa ấy, dùng cái này để điều khiển. Đúng, Có chuẩn được bấm cái này nào Ê, Khá quá nhỉ. Này. Thế cái cục điều khiển này mà chơi trò ném đĩa có hợp lý phết nhỉ? Ừ, hợp lý luôn thế này. Ui giời ơi, đồ công ty anh ơi. Thu hết, thu hết anh trai ạ. À. À. Con này bọn em còn dùng để làm gì anh Đức? Hôm trước bọn em dùng để cán bột cơ. Ừ, con này, này bột á. À? Ừ, ừ, con này làm từ hợp kim nhôm và nỉ cán bột á. À? Mượt. Đồ công ty quay ra làm cán á. À. Ừ, đồ công ty em mới cả trăm cán chứ. gọi 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 đi. Ra, cầm 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 nghe luôn cái này nào. Ờ thế em hiện có vấn đề gì anh nhỉ? Ê... Ủa, Tên cái... tầng 6 xếp gặp nhá Gặp làm gì? Không nói anh em cán bột trên đấy xếp check cam thấy rồi đấy Rồi ôi Tao không biết đâu nhá